Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lệnh vẽ các cung tròn trong phần mềm AutoCAD 2015. Để vẽ các cung tròn, các bạn cũng có thể vào hộp thoại Home, Draw và ARC. Ở đây các bạn thấy rằng chúng ta có rất nhiều cái tùy chọn để có thể vẽ các cung tròn trong AutoCAD. Và với các bạn mới tiếp xúc lần đầu thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn vẽ cung tròn bằng cách kích vào các lệnh ở đây. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh 3 point, tức là chúng ta sẽ vẽ đường tròn qua cung tròn đi qua 3 điểm. Đấy, chúng ta cũng thấy rằng trên hộp thoại nó bảo rằng các bạn hãy chọn điểm đầu tiên của cung tròn. Thì mình sẽ nhập cho nó tọa độ 0, tab 0, enter. Đấy. Nó bảo rằng chúng ta hãy chọn điểm tiếp theo của cung tròn. Thì các bạn hoàn toàn có thể thấy chúng ta có thông số độ dài và thông số góc ở đây. Ví dụ như là mình sẽ cho nó là 10.000. Đấy. Tab góc là 60 độ. Mình enter. Chúng ta đã chọn được điểm thứ hai. Và điểm thứ ba tương tự, các bạn cũng có thể nhập cái thông số hoặc là các bạn kích chuột vào các điểm mà mình mong muốn. Cái việc nhập tọa độ ấy thì thường thì chúng ta cũng chỉ biết vậy thôi, còn trong quá trình thực tế thì thường chúng ta sẽ chọn điểm tiếp theo bằng cách bắt điểm. Đấy. Ở đây thì mình có thể là nhập tọa độ hoặc là không, mình sẽ chọn cách là kích chuột. Đấy, mình sẽ kích vào điểm bất kỳ như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một cái cung tròn đi qua 3 điểm. Đấy. Tiếp theo, Start Center End, tức là điểm đầu tiên, tâm và điểm kết thúc. Mình sẽ chọn điểm đầu tiên là bắt điểm vào đây. Tiếp theo, các bạn thấy rằng hộp thoại nó bảo Strategic Center Point, tức là mình chọn tâm. Đấy, để chọn tâm thì chúng ta cũng có thể là sử dụng các công cụ như là nhập cho nó cái thông số độ dài 20.000. Tab góc là 0 độ, Enter. Đấy, chúng ta đã chọn được tâm. Và tiếp theo chúng ta hãy chọn cái điểm cuối cùng. Đấy, ví dụ ở đây chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một cái đường tròn, cung tròn đi qua điểm đầu tiên, tâm và điểm cuối cùng. Tiếp theo đó là Start Center Angle, tức là chọn điểm đầu tiên, tâm và góc. Đấy, mình chọn điểm đầu tiên, mình chọn tâm, ví dụ đây chẳng hạn. Đấy. Và mình có thể nhập góc cho nó. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta có thể nhập cho nó cái góc như là 90 độ chẳng hạn. Enter. Đấy. Tiếp theo đó là Start Center Length, tức là điểm đầu tiên, tâm và cái độ dài của cung. Mình chọn điểm đầu tiên là đây chẳng hạn. Mình chọn độ dài, mình chọn tâm. Đấy. Center Point, mình có thể chọn đây chẳng hạn. Đấy. Và độ dài thì các bạn có thể nhập cho nó ví dụ như là 20.000. Mình enter. Đấy. Các bạn có thể thắc mắc là cái độ dài là cái gì? Thì độ dài chính là cái điểm này đến điểm này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Nó có độ dài là 20.000. Đấy, đấy là length. Và hoàn toàn với các lệnh tương tự, các bạn hoàn toàn có thể vẽ các lệnh đường tròn mà các bạn mong muốn. Đấy, với các bạn mới bắt đầu thì các bạn nên là sử dụng cái lệnh đây. Đấy. Start and angle, tức là điểm đầu tiên, điểm kết thúc và góc. Đấy, các bạn vật tùy vào cái mỗi cái lựa chọn thì các bạn sẽ thứ tự cái thao tác để có thể vẽ. Hoặc các bạn cũng có thể là vẽ bằng cách nhập lệnh trên bàn phím. Để vẽ các cung tròn, chúng ta sẽ gõ lệnh A và mình enter. Phần mềm bảo các bạn rằng hãy chọn điểm đầu tiên hoặc là chọn tâm. Nếu các bạn chọn điểm đầu tiên thì các bạn sẽ kích vào điểm như thế này chẳng hạn. Đấy. Tiếp theo, phần mềm bảo là các bạn hãy chọn điểm thứ hai hoặc là chọn tâm hoặc là chọn điểm kết thúc. Ví dụ như mình chọn là center chẳng hạn, tức là mình chọn tâm. Mình chọn ở đây chẳng hạn. Đấy. Đấy, các bạn tương tự thì cũng có thể nhập thông số độ dài và góc nhé. Đấy. Hoặc tiếp theo, nó sẽ bảo là các bạn hãy chọn cho nó là góc hoặc là cái độ dài. Đấy. Thì ví dụ như là mình sẽ nhập cho nó góc chẳng hạn. Mình chọn angle. Mình nhập cho nó thông số là 30 độ. Đấy, mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta đã tạo ra được một cung tròn. Đấy là cách chúng ta thao tác trên bàn phím bằng cách là chọn các cái lựa chọn trong cái hộp thoại lệnh của chúng ta. Đấy. Và bất cứ cái lệnh nào thì chúng ta cũng có thể thao tác như vậy, không chỉ một cái lệnh cung tròn. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể vẽ các cung tròn trong phần mềm AutoCAD. Và mình lưu ý rằng các bạn cũng nên sử dụng các chế độ như là bắt điểm và gióng để có thể vẽ chính xác. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.